Thưa quý vị và các bạn, dư luận những ngày qua đặc biệt quan tâm đến ồn ào xung quanh vụ FBI khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Palm Beach, bang Florida. Cuộc khám xét của cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI đầu tuần qua được xem là bước đi chưa từng có đối với một cựu Tổng thống cũng như cá nhân ông Trump, người đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra ngay từ khi còn đang tại nhiệm cũng như trong công việc kinh doanh cá nhân. Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 8 tháng 8 cho biết các đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI khám xét vào nhà riêng của ông ở Mar-a-Lago thuộc Palm Beach, bang Florida. Cựu Tổng thống không nói lý do đặc vụ Mỹ khám xét nhà ông, nhưng tuyên bố khám xét không báo trước là không cần thiết và không phù hợp. Tuy nhiên, hai nguồn thạo tin cho biết động thái của FBI liên quan tới 15 thùng tài liệu mà ông Trump đã mang ra khỏi Nhà Trắng vào năm ngoái, trong đó có những tài liệu mật. Ông Trump đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì mang hồ sơ Tổng thống ra khỏi Nhà Trắng và lưu giữ chúng ở Mar-a-Lago trong gần một năm. Cựu Tổng thống đã lên án cuộc điều tra, nói rằng ông có quyền lấy những hồ sơ đó. Donald Trump và nhiều cộng sự của ông cũng đang bị FBI, Sở Thuế vụ và các cơ quan liên bang khác điều tra vì cáo buộc sai phạm trong 4 năm cầm quyền và liên quan tới các thực thể kinh doanh của ông. Dù vậy, FBI hoặc một cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ khám xét nhà của cựu Tổng thống là điều bất ngờ và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước này. Theo nguồn tin của USA Today, FBI đã thông báo trước cho Sở Mật vụ về vụ khám xét. Điều này cho thấy họ đã được có lệnh khám xét Mar-a-Lago. Sở Mật vụ đã tạo điều kiện để FBI vào khu nghỉ dưỡng nhưng không tham gia quá trình khám xét. Nguồn tin của USA Today không mô tả cuộc khám xét của FBI là một cuộc đột kích, nhấn mạnh rằng các quan chức mật vụ đã biết trước việc FBI đến khám xét. Thưa quý vị, cuộc khám xét hôm 8 tháng 8 của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, đồng thời cũng là tư dinh của cựu Tổng thống Donald Trump, làm dấy lên nhiều câu hỏi từ vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn đồi Capitol đến hoạt động kinh doanh của công ty gia đình ông. Theo Guardian, mặc dù việc khám xét này khả năng cao liên quan đến cuộc điều tra cách ông Trump xử lý hồ sơ của cơ quan lưu trữ quốc gia sau khi rời Nhà Trắng, chính trị gia này cũng đang đối mặt với loạt điều tra và kiện tụng pháp lý. Cụ thể, Ủy ban điều tra vụ bạo loạn đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 đang xem xét tình huống ông Trump phạm luật khi cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Hàng nghìn người ủng hộ ông Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 tràn vào tòa nhà Quốc hội, tấn công cảnh sát, làm gián đoạn quy trình kiểm phiếu đại cử tri để công nhận ông Biden đắc cử. 5 người thiệt mạng, gồm 1 cảnh sát và 4 người biểu tình. Khoảng 140 cảnh sát bị thương. Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hơn 700 người liên quan đến vụ tấn công. Trong phiên điều trần hồi tháng 6 trước Ủy ban điều tra vụ bạo loạn mùng 6 tháng 1 năm 2021, các thành viên Đảng Dân Chủ cho rằng ông Trump, thành viên của Đảng Cộng Hòa, đã huy động được 250 triệu đô la Mỹ từ nhóm ủng hộ nhằm thúc đẩy các tuyên bố về gian lận bầu cử. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này được chuyển sang một nơi khác. Các chuyên gia pháp lý cho rằng động thái này tăng khả năng cựu Tổng thống bị buộc tội gian lận tài chính qua hình thức điện tử. Cựu Tổng thống Trump còn đối mặt với cuộc điều tra liên quan đến hành vi gây sức ép buộc các quan chức bầu cử tại bang Georgia tìm kiếm số phiếu bầu mà ông cần để giành chiến thắng. Các chuyên gia pháp lý cho rằng cựu Tổng thống có thể đã vi phạm ít nhất 3 tội danh hình sự về bầu cử tại bang Georgia: âm mưu gian lận bầu cử, cố ý phạm tội để gian lận bầu cử và cố ý can thiệp vào quá trình thực hiện nghĩa vụ bầu cử. Ông Trump có thể lập luận mình chỉ đang tự do ngôn luận và không có ý định tác động đến cuộc bầu cử. Giới chức bang New York đang điều tra hoạt động của Trump Organization, trong đó có cáo buộc doanh nghiệp này đánh lừa bên cho vay và cơ quan thuế về giá trị bất động sản mà họ sở hữu. New York Times đưa tin, sáng ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại văn phòng Tổng trưởng lý New York theo lệnh triệu tập nhằm cung cấp lời khai để phục vụ cuộc điều tra liên quan đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn gia đình Trump Organization. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cung cấp lời khai bằng cách kích hoạt tu chính án thứ 5 trong Hiến pháp Mỹ. Tu chính án này cho phép người được triệu tập có quyền từ chối trả lời những câu hỏi có thể sử dụng để chống lại họ. Tổng trưởng lý bang New York đang tiến hành điều tra dân sự, xem liệu Trump Organization có thổi phồng giá trị bất động sản hay không. Ông Trump và hai con đã đồng ý làm chứng trong cuộc điều tra, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7. Ông Trump phủ nhận hành vi sai trái trong cả hai vụ việc ở New York và mô tả cuộc điều tra mang động cơ chính trị. Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ hồi tháng 2 cho biết họ đã thu hồi 15 thùng tài liệu từ Mar-a-Lago và yêu cầu Bộ Tư pháp xem xét
cách ông Trump xử lý thông tin mật. Việc thu hồi số tài liệu này đặt ra câu hỏi liệu Trump có tuân thủ đạo luật tài liệu của Tổng thống hay không. Sau bê bối Watergate đột nhập vào trụ sở Đảng Dân Chủ, đạo luật tài liệu của Tổng thống được ban hành năm 1978, yêu cầu các tài liệu của Nhà Trắng phải được bảo quản như tài sản của chính phủ Mỹ. Đạo luật này yêu cầu lưu trữ các tài liệu như email, tin nhắn, nhật ký điện thoại trong kho lưu trữ quốc gia. Thưa quý vị, sau vụ việc riêng tư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị khám xét, nhiều tờ báo lớn dẫn chứng hàng loạt phản ứng từ các quan chức Mỹ cho thấy động thái chưa từng có tiền lệ này đang gây chia rẽ ở đất nước vốn cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề. Tờ The Guardian đưa tin, không giống như những gì ông Donald Trump miêu tả, đó là một cuộc bao vây và chiếm đóng. Đội điều tra của cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI đã thông báo trước cho các mật vụ đang canh gác riêng tư của ông về việc khám xét. Họ cũng gọi điện cho Eric Trump, con trai của ông, để thông tin. Tuy nhiên, khi thông tin về cuộc khám xét được truyền thông đăng tải, làn sóng phẫn nộ từ phía Đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ ông Trump bắt đầu nổ ra. Những lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng Hòa lên án chính quyền của Tổng thống Joe Biden, cho rằng đây là hành động vũ khí hóa của Bộ Tư pháp, cũng như sử dụng quyền để ngăn cản việc ông Trump quay trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Trump cũng tập trung bên ngoài riêng tư của ông để bày tỏ sự phản đối của mình với hành động của FBI. Trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ và FBI chưa đưa ra thông tin và giải thích liên quan đến việc khám xét bất ngờ này, tờ Financial Times dẫn một loạt phát biểu chỉ trích của các quan chức Đảng Cộng Hòa. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết chưa có cựu Tổng thống Mỹ nào bị đột kích vào nơi ở cá nhân như vậy, và Bộ trưởng Bộ Tư pháp cần phải thông tin cho người dân lý do vì sao làm như vậy ngay lập tức. Ông Mike Turner, đảng viên Cộng hòa cấp cao nhất trong Ủy ban Tình báo Hạ viện cho biết đã gửi thư tới Giám đốc FBI Christopher Wray để kêu gọi việc giải trình ngay lập tức về hành động chưa từng có trong lịch sử này. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham mô tả đây là thời điểm nguy hiểm đối với Hiến pháp Mỹ. Theo Financial Times, vụ việc cùng những phản ứng của dư luận đang có nguy cơ làm lu mờ những thành tựu gần đây của Tổng thống Joe Biden. Trong đó gần nhất là việc thông qua dự luật chi tiêu của Thượng viện. Sau nhiều ngày im lặng và đối mặt với nhiều chiêu khích tướng, ngày 11 tháng 8, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland xác nhận chính ông đã ủy quyền cho FBI khám nhà cựu Tổng thống Trump ở Mar-a-Lago, bang Florida. Ông Merrick Garland cho biết ông đã đích thân phê duyệt lệnh khám nhà ông Trump cho FBI sau khi những nỗ lực ít xâm phạm hơn trước đó gặp thất bại. Tổng trưởng lý của chính quyền Joe Biden cũng trích dẫn hoàn cảnh xung quanh của vụ việc đang yêu cầu được công khai lệnh khám xét bởi sự việc nhận được một lượng lớn sự quan tâm của công chúng. Bộ trưởng Garland không tiết lộ lý do khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này lên án những lời chỉ trích vô căn cứ nhằm vào FBI và Bộ Tư pháp sau vụ lục soát. Ông Garland lưu ý rằng các nghĩa vụ đạo đức đã ngăn ông nói chi tiết về lý do khám xét. Sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết ông đích thân thông qua quyết định yêu cầu khám xét nhà của cựu Tổng thống Mỹ, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social kêu gọi lập tức công khai lệnh khám xét mà FBI đã dùng để lục soát dinh thự Mar-a-Lago của ông hồi đầu tuần. Trích dẫn nguyên văn đoạn chia sẻ của Donald Trump, ông viết, tôi không chỉ không phản đối việc công khai tài liệu mật, tôi còn muốn tiến thêm một bước xa hơn là khuyến khích lập tức công khai lệnh khám nhà. Theo vị cựu Tổng thống, sự vũ khí hóa chính trị lực lượng hành pháp chưa từng có này không phù hợp và hết sức phi đạo đức. Trước đó, ngày 10 tháng 8, đăng lên mạng xã hội của mình, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt câu hỏi nhắc đến đối thủ trong cuộc bầu cử năm 2016, bà Hillary Clinton và Tổng thống Barack Obama, cả hai đều thuộc Đảng Dân Chủ. Vì sao Obama và Clinton chưa bao giờ bị khám xét dù họ có liên quan đến nhiều lùm xùm?